Thì đây cả nhà, đây là bức tượng một vị vua cuối cùng của dân tộc Champa ngày xưa, cách đây từ thế kỷ thứ 17, tức là khoảng gần 400 năm. Những cái trụ này mình nghĩ xây cũng khá là lâu rồi, và những bức tường xung quanh đó là phải nói rất là to rộng, nên là cử được không gì này. Những cái hoa văn đây là còn lại khá là rõ nét. Mình tuy là có mối Bình Thuận nhưng mà lần đầu tiên mình tới đây luôn á, không có biết cái vị trí này là có một ngôi đền kiểu giá trị thì thế này về cái mặt di tích. Mình sẽ quay những cái chỗ có những cái hình đó. Đây là cái hình một con rồng đang bay trên mây. Này thì cũng từng đã trùng tu lại rồi. Thì mình nghĩ như phần gạch ngói thôi, ở trên gác thì không biết có gì không. Đây là những cái vách tường của nó dày, rất là dày luôn, cứ gỗ đinh, rồi những cái khuyên này là vẫn còn. Không biết đây đền hay là có phải vua mộ của ông hay không đâu, mình cũng chưa hỏi rõ. Ở đây thì để một cái bệ như thế này, cúng kính, rồi một bức tượng. Giờ để mình hỏi chú bảo vệ rồi. Trên nhà của hậu vệ đời sau của vị vua này vẫn còn. Hôm bữa là mình quay công chúa này tìm, nhà công chúa này tìm, chứ là cái người con cháu sau này gọi là phò mã, thì trong nhà còn rất nhiều bảo vật của tổ tiên ngày xưa để lại, như mão hoặc là những bút tất, rồi gương, rồi kiếm, rồi quần áo của binh sĩ vẫn còn luôn. Để bây giờ đây mình hỏi chú cho cả kể. À, chú ơi, chú có thể giải thích cho con một ít là bên đây là của vị vua đây, là cái nơi đây là chỉ là thờ hay là khu mộ của ông nằm đây luôn hả chú ạ? Cái khu này tức là thời vua cuối của người Chăm. Hiện tại hồi xưa kia là cái người gia đình hoàng tộc người ta là giữ. Sau này là đưa vô khu di tích của quốc gia tỉnh Bình Thuận. Thì đây là có người bảo quản đàng hoàng hết. Bà con nào có tín hướng xuống ông thì mình cũng có mở cửa ra cho bà con thắp nhang cầu nguyện gì gì đó, bà con thật tự cầu nguyện đó. Có bà là tôi biết, có ông biết. Về đặc biệt tin nhiên nó thật mình thì ảnh cũng cho tôi một cái cách, tức là tôi là sao mình có một cái giác quan, nhưng mà nó là mình cũng không tin lắm, vì có khi là mình làm nước mình cũng nước cũng phải có cái chuyện gì mình tin theo cái tấm lòng mình, thấy ông thấy bà. Rồi nhiều cái như tôi làm những gì xa xôi, tôi có cái thăm thở về ông, thì ông phải cố với tôi
thì nó đã tiêu hủy tai nạn ba lần, thì nhà ông cũng rất vất. Những cái xe mà nó tôn kinh chăng lên trên đây nó rớt xuống mà cũng ngồi giống bình thường, đúng rồi à, ba lần nó chết một lần là nhờ ông. Từ đó tôi thấy tôi muốn là cứ về đây, tôi muốn là về đây là sao, đúng là ở đây là luôn không không muốn được gì đâu, nhưng tôi muốn là quyết định tâm rồi, nhưng mà là mình chưa có cái điều kiện. Thì nếu mà sau này có điều kiện cây cắm ở đàng hoàng lần sau rồi tôi cũng phải đi. Tôi nghĩ là tâm linh nó có, tại vì tôi đi cũng rất là nhiều, mình chỉ có thứ nhất là mình cùng việc sự bằng cái tấm lòng của mình, dạ, chắc chắn là những vị ở đây sẽ phù hộ cho mình. Dạ, nhà của mình là con cháu họ ngày xưa vua, tính ra cái vị là vua, nhưng mà rồi cuối cùng nhiều khách không mấy trăm năm là tôi chỉ kỷ 17. À, chú ơi, chú có thể dắt cho cháu vào giải thích từng từng này, à, từng nói từng cái chứ nhỉ, để cho biết về sự của dân tộc mình hơn. Những người ở đây này tôi xin giúp đỡ, những cái này rồi là tôi xin giúp đỡ thôi, chứ còn ở đây những cái bông đồ là người ta sẽ tặng hết đó, thì nói thật với chú là không bao giờ là ai bỏ ra tiền ra, nhưng mà người ta thấy ông linh quá, ông quá linh thì nó là thật lòng là những cái con cái mà lấy nhau dù là 7 đến 5 con thì lên sinh năm cũng cho bình thường ông cho. Ông cho con cái luôn, cho con luôn, ông cho con luôn. Hiện tại đứa ông cho bên đây làm không đó, bên đây cũng chữa, bên đây cũng được 7-8 tháng rồi. Không có con, không có con 7-8 năm rồi. Đây xin, đành xin. À, tại xin nó lại thật là người có tôi. Ví dụ mà tôi thấy ông ở nhà thì giờ còn ông có nhà nhưng cái này hiện tại ông có nhà. Mà làm sao mà chú biết có thể biết được là ông đang ở nhà hả? Biết. Tại đây là thứ nhất, đây là hai bàn tay ông hiện nay luôn quá trời luôn. Hiện nay chú có thấy bàn tay luôn không? Ồ, chú có thấy hai bàn tay của ông đang dung á? À, chú không bao giờ thấy được gì hết đó. Đây hiện tại ông tay âm nó luôn rồi, luôn lên tính trên đây luôn đó, lên tới đây luôn đó, thấy ông luôn á. Ở bên đây dung nhiều là nên cái này ông đang đó mà chú không nhìn thấy được. Cái này chị có cái gì chú tiếp xúc gặp ông nhiều quá ta, xong có cái sự gọi là tương cảm với nhau để có thể nhìn thấy được. Nhưng mà hiện tại giờ ông tôi cũng cảm giác cao lắm chú, ông qua đây luôn, ông này đây cao với hiện tại có cảm giác cao lắm. Đấy, vô đây mà ông ở nhà biết nhiều mình là ai mà phá bắt là tôi vinh nó khác liền. Đó hiện tại ông nói thật mình đồng chứ khi mà tôi làm thời gian giờ thì cảm nhận được từ từ ông cho mình được cái. Nếu ông ở đây con cũng xin ông sao cho gia đình con lúc nào cũng được mạnh khỏe, và lúc nào cũng được bình đi, con chỉ xin là sự mạnh khỏe và sự bình yên thôi. Thì con nói nó ông giờ là có gia đạo cho đây cũng là thật lòng, cũng là thứ nhất là quê liếp, thứ hai là nữa xin ra bình an vô sự tất cả mọi người có ông mạnh. Ông dung mạnh không? Ủa, ông mạnh lắm, hai tay mạnh lắm, ông mạnh lắm. À, con nói sao là ông mạnh lắm á, rõ ràng luôn á. Không nói thêm, đây là có ông ở nhà nó không đi đâu đâu. Thì tôi vừa nãy vô tôi muốn với ông làm ba ngày nay tôi không ghé đây, bữa nay tôi ghé đây là tôi thấy. À, thì tôi giờ ông dưỡng gia đạo tới đây tôi cũng là thứ nhất là cho mình khỏe được bình an vô sự tất cả mọi việc, để giúp cho xã hội được tư tốt tốt đẹp. Thì ông phù hộ độ trì cho gia đạo được thành công trong cái sự đi làm xa, như là đi làm xe cộ gì vân vân, để có tai qua nạn khỏi cho mạnh khỏe rồi giàu từ lớn đến nhỏ trong gia đạo bình an vô sự nhau. Ông mạnh lắm, cũng ông mạnh lắm. Tôi thật lòng rồi. Bây giờ nói với chú, giờ là cái trong đây thì lúc tôi làm tới giờ thì vật nào đó là ông này, không phải là ông này. Ông là ông hầm hụ lắm, ông cũng là vô tới sợ lắm, luôn là nhìn ngầu trai nghiêm nhau lắm. Có ông này sau này thời gian hồi đó nào mà có người ta phá tượng, họ phá thành tượng này là nó từ năm tượng mới, còn tượng trước kia là tượng kia là
Vì là ngày xưa bức tường ông đã bị phá một lần. Đúng chứ nhé. Dạ, là cách đây bao nhiêu năm đúng không? Nói ra thì tôi mới làm thì cũng năm tháng năm này tôi chưa không rõ mà tôi thế là không nhớ. Đó, và đền vua đấy là rất là nó đến ra hồi xưa khi nó kết cỡ năm sáu năm này là đền này nó thì được là ô cái hoang tàn, tức là không ai mà coi ngó gì thành một cái sự đền của đời cuối của vua. Thì tôi lên đây là nhà nước đưa đi vô làm việc này thì tôi thấy những mình cũng có tâm thì tôi vô làm cho ông là cỡ 32 năm đó. Thì chưa có một cảm giác nó cao thì tôi làm ngày sau á thì xưa khi tôi ở đây là tôi không thấy ông thật là luôn thì ông cho thấy tôi thấy là mới năm ngoái đây thôi năm ngoái tôi là ông thấy nhưng mà tôi là khai trái gì nó thật lòng ông nhắc ở đây là như chị thợ cái hào quang của y như giờ xét đi bà cũng vậy bà nào cũng vậy thành từ đó rồi bà này là mới cho tôi thấy mới có 2 năm thôi và kia cái bà bên đây là bà vợ tướng phi là người kinh đúng không người kinh còn bên đây là người chăm chăm người chăm dạ. Hả? Ông mà cho tôi thấy năm ngoái dạ. Còn xong là bà này mới cho tôi thấy rồi cuối cùng là tôi để bà này nó cho tôi thấy cỡ đây có 2 tháng mấy nè dạ. Chưa tới 3 tháng mà bà này cho tôi thấy trở lại tết xong rồi thấy còn ông mà cho tôi thấy năm ngoái thấy đó ví dụ ở đây mình thấy ông là ăn đi là biết liền thấy ông có chú khi nào nói chuyện hỏi ông chú hỏi ông là đi đâu hay là có mình hỏi chứ nếu mà ông không nói chuyện mình thì mình không có đi đâu thì ông biết là ông làm cho người nó có một cái theo là cái ảo tưởng cái giác quan đấy kêu cái điện cái điện á đúng chính xác cũng là cái điện có thể là hay đó hiện tại tôi đang nói gì là tôi có này dạ thấy không mình có là trùng đời cho người dạ nhưng mà mình không có nói chuyện mình mà ông được cho phép mình biết là cái người không nói là như vậy còn ông đi rồi thì nó ra điện không ngừng mình không có cảm giác gì hết. Đây là bức tượng của vị vua người trong cuối cùng ở thế kỷ thứ 17 là chú cho con hỏi là khu mộ của ông là chôn tại đây luôn hay là ở chỗ khác chú? Không có nó ra điện con mộ hay là rất là người chăm thì thiêu lấy cái sọ lấy cái sọ nhưng mà không trong ở gia đình vào tập á thì giờ có là 16 cái là cái chế sọ 18 gì đó thì nhớ là tôi nhớ hơi mềm mại thì tính là sau này là để làm bên hôm nay là để làm cái kêu là cái lăng nhà cái lăng cái đó thằng nhà chắc để mà chứa cái nhà cốt á đó gì đó thì chuẩn bị làm thi công năm nay thì báo tôi vậy thôi nhưng mà tôi chưa biết là gia đình ta làm cái lúc nào là kể cả vị vua là cũng phải đem thiêu luôn đem thiêu là vua phải thiêu chứ tại cái này là thuộc về người chăm là thiêu là chắc còn người vua chúa là thiêu hết nhưng mà cái này là ông vua này thì là có cái bà con anh em thì nó là thấy 18 cái cốc hài hiện tại đang để ở nhà bọn tập để thờ chỗ có phòng ngắm này thì nói vua này nó là rất giàu nó thật lòng luôn thì lên đây thì vua này nó đi những cái vàng bạc của ông là rất nhiều còn ruộng nuôi ông là thực ra là bất bán hết luôn thì hàng năm thế ra thì hiện tại này hàng năm thì nhà nước có cúng hiến cho tê bao nhiêu tiền đó để cho gia đình họ gặp để cúng kính vua thì năm nay tháng 10 thì có tổ chức là gia đình đã nói được có tổ chức lên đây cúng rồi khiên kiệu đó đi làm kiệu cái như là mình làm những trong thiên đấy kiệu thì năm nay là như vậy tháng 10 thì tôi cũng mang quái ông là cho cây cổ để nó đẹp đẽ để mà tháng 10 thì để bà con tới thăm thì nếu mà u cứ là bà con đông lắm phải nói là mấy trăm người lắm tháng 10 âm lịch hả chú tháng 10 tất cả tiêu vào tháng 10 tháng 10 bao nhiêu chú hả ngày bao nhiêu chú ngày bao nhiêu là chưa biết ngày tại vì hoàng tộc ta cho ngày ta chưa đến ta không biết là bên hoàng tộc hoàng tộc người ta cũng cúng kính này đó nên nói giờ ông theo không có ông nó làm con liền người không có cảm giác rồi bây giờ ông đi rồi chứ ông có đi ông vẫn ông vô ông ra thôi đó
thì đó trong nguyên gia đạo thì là cũng quay phim cho ông, mời ông uống nước uống cà phê nhân gia. Đó giờ là hai tôi mà nó thật lòng, tôi hai ngày tới ba ngày tôi không lên đây là có một cái khác liền, khó chịu liền. Ông có cho tôi một lần một là 12 giờ đêm là tôi hai ngày tới ba ngày tôi không lên, vì nó đã thì mình người năm thì hợp cực phải đi làm kiếm ăn, về ở lại thì nó lại vắng. Anh cũng cho tôi ngủ tối đó, không có 12 giờ đêm tôi mới xem lại cái đó. Tôi về nên tôi qua quá ông làm bằng công việc 12 giờ đêm mà bà chú xách xe chạy vô đây luôn. Ở thì vô làm thường nhìn gớm à, bên kia là nghỉ địa á, bên kia là nghỉ địa mà đây chấm chạy rồi. Thì như sao nữa thì nó ra thì nhờ ông phụ hộ nữa chứ, còn ông đem mình đi vô cái địa đâu phải dễ vô đâu, khó dễ vô. Ở đây là cái nghỉ địa ở vùng quê mình nó hơi dọn dọn nha, chứ không phải chỉ trong thành phố. Ô cái này là dọn á, trong thành phố là nhiều như công viên mà còn đây vô mà 12 giờ trưa hoặc 12 giờ đêm là có phải gan góc lắm không dám vô. Bữa trưa là nó ra hai tức buồn thì tôi vô tính vậy nằm rồi quay ra chỗ đó nằm ngay xa cho lắm à, hoặc là nằm chỗ này nằm chỗ đó nó ra thì nhiều khách mình buồn quá thì nằm xuống lưng ổng cũng than thở vì cái mình thì nó giữ nó khổ khổ âm với là nó ra thì ai cũng không nghèo khổ đi làm rồi dán âm một hai ngày thì ông không có trách nó. Ông nhớ ông nhớ chủ đi đó phải ngày nào cũng cà phê tới trong bốn một chục buổi ngồi ngồi thiền thì nó thiền với chú giờ ví dụ mà tôi buồn bã trong người tôi là cũng ngồi thiền nhiều tỉnh tới trưa dù là tôi ngồi âm giờ hai tiếng vẫn không qua ngồi bà rồi tôi qua ngồi như kia rồi có khi mà ông về đó về lại đó ông về lại về lại thấy không ông về ông khóa mà ông người đó không giờ lâu mà cũng đi này nó là thì mình muốn ngồi thiền muốn ngồi để cho cái tư tưởng nó thông một hai tiếng cho mình được mình có một cái lòng thành đối với ông để ông cảm nhận cho mình. Dạ. Yeah. Ừ. Cái nhà chú cũng chưa đẹp đâu. Nhà chú mình đẹp thì chú một cái lọc lắm mà nhà chú đẹp thành lọc á. Thấy cái bà này là tên gọi cái bà này cái gì dương dương gì đó. Còn hai ký bi con này có bi đó, có tượng đó, tượng con á, tượng con á, này là bà Trạng, này là ông Trạng, bà Trạng, ông Trạng, à, có một người có hai người con, dạ, giờ bà đây là nó thật lòng là thấy bà già lắm rồi, bà cũng thường về nhà tôi, bà già lắm, dạ, bà già lắm, nằm mơ nằm mộng thấy bà, bà về nhà tôi mà. Bà lớn tuổi rồi, không, nhà bà cảm giác là bà sẽ bày sợ, không dùng dùng nữa, bà sẽ bày sợ. Dạ. Bà cũng thường về bà mộng đến, nó cho mình, nếu mình nhà cửa mình cho thế là bà cảm giác là mình làm hết, bà hạ cái này luôn nè. Không, về đây là bà cảm giác là mình sẽ bên cạnh. Cháu vừa thắp nhang không? Dạ, cái lát mình chưa đi em thắp xong. Bài đoàn mình cầu cậu biết từ phim Trẻ Anh Hoa của Bưu tức là cậu bà. Cậu bà chuyển sang. Bao nhiêu nếu
nó thật đây tôi nói với chú vậy, sợ mấy chú là không tin tôi. Dạ. Rồi mấy chú cứ nghĩ là tôi nói mệt mỏi, nghĩ là có một tâm linh thương đấu. Dạ. Nếu mình nói sai thì trong cái tâm linh, trong cái vị vua vị thần thì mình đã không cho cái gì đó. Dạ. Mình nói ra cho thật tế thật tâm để cho những cái nói ra nó mạnh lên. Thì đây nó thật đồng với bà, đây là bà có về rằng là không thấy thì cũng nói những người mới tin. Dạ. Và cho bà mà bây giờ đó thành nó là thì nói với mấy chú thì tôi nói đây là có tâm linh, và bà về đây là không phải là về vì cái gì nữa, là có khi bà không về nhưng bà mặc công việc bà đi cho nhiều kia. Dạ. Rồi khi là gì thấy mình tắt nhang lên là bà phụ bà phải về, bà về nhưng bà về nhưng có gì lâu mau thôi, bà về với chiều này hiểu tương khó chứ là bà đi là cũng có. Dạ. Rồi có khi mà bà bây giờ công việc đã xong rồi thì bà về rồi bây giờ ở nhà cũng có, thì cái đó phần của bà hiện tại bây giờ bà ở nhà đó, hồi nãy bà không có đâu à, thì bà có công việc thì cũng xin bà những cái người mà quay phim làm gì đó thì cũng không có gì mà ác ý đâu bà. Dạ. Thì cũng đàng hoàng thôi bà, thì bà đừng có tránh móc vì những cái đầu này là những cái muốn làm gì có nhà nước hoặc là những tư nhân có không biết rõ, nhưng mà làm cái này để cho tốt vì xã hội thôi bà, không có gì mà xấu đâu. Không ai về đó thấy là cái gì để cho nhiều người biết hơn về cái phong tục, về những cái vị vua, những cái vị đời trước của dân tộc mình. Tại vì con ở đây cũng lâu, con cũng đâu biết đâu, con cũng gốc ở đây mà. Ở đâu con chờ lâu, con chờ lâu là nhất chờ lâu thì tôi đoán đó. Dạ. Mà con đi lâu lắm rồi, mấy chục năm rồi. Yeah. Nhưng mà nếu mấy chú mà tới đây á mà bà ấy là mà chú cần chú nói bà phụ hộ tôi hết. Dạ. 100% luôn, tại vì đây là bà thích nhất là người thẳng lòng và cái lương tâm tốt. Yeah. Bà không thích là nó thật với chú hiện tại như là người ta gặp bà dâm nhiều rồi, nó thật lòng. Thời gian qua thôi chứ kết nó thật luôn, thì tình duyên thì rồi là ba tới thì ta cũng nhận cái tài thì ta cũng có được 1 tỷ trong tay, mà ta hứa bà là những người xăng này kêu thợ tới đâu rồi xong ta cũng quỷ bỏ, nhưng bà có 1 tỷ lợ nó thật lòng với chú là bà cho đây mà không có cho, nhưng mà người tới một chút thôi thì ta nói rằng vẫn sống như đề nha, là cứ một chút thôi là không sống vì những cái mặt người ta luôn cười gì người ta cho như vậy đó, nó chắc lòng ở đây là có tiếng. Dạ. Bà là có tiếng lắm, nhưng mà vì những người xảo với bà mới trách tôi, bà mới phạt tôi thời gian là được rồi gần nửa tháng trời tôi không cho đi được, để mà tôi ra tới cửa đi là bà đuổi ra không có được gần 15 ngày không cho vô, không cho chú vô, không vô được, hay vô đây là sợ ban ngày cũng đến như 100 người đứng bao nhiêu tôi cũng sợ mới gì đâu. Thì nó thật là tôi bị sai, vì sai cái là mình tin người quá rồi mình văn quái bà tin mình văn quái cho bà mới cho như vậy, mình tin người quá rồi người ta mình phản, giờ phản tôi thì phản bà luôn. Được đó. Chắc là người ta xong không chịu trả lễ chứ mà giận. Và người ta làm tham lam. Ở đây ông cho người trúng số mà cho trúng số đầu đắc luôn mà. À, thì người trúng số đầu đắc người ta cũng trả lên hàng mình. À, còn ở đây là còn như bà mà không cho phép nữa là hiện tại nhà thấy vấn đề mình phức tạp rồi. Bây giờ bà thấy cái nhà rồi là có lọc. Bà làm gì như thế nào tốt, con cũng mong bà sau phục hồi gia đình con lúc nào cũng được mạnh khỏe, luôn mạnh khỏe luôn bình an, cái điều đó là con mong muốn. Thế là thằng chú qua với bà cũng như là bạn trong con, bà này cho mạnh khỏe cho được tương tốt vì vấn đề mà làm ăn. Còn cái bà bên kia là cho con xin con rồi con đâu con mà bà nó thật lòng ở đây có bà là bà yeah. Hay thằng đấy lắm em, mà phụ nữ ở cái tóc nhang mà ngồi kề ông là bà không chịu kề ông ăn cái ông chịu
khi là thắp nhang là mình đi xa, cách xa ông ra được 16 năm, bà chịu không? Ủa, ông là cái đền viên mà bà là đền viên. À nhưng mà vợ ở đàn bà mà, à đàn bà ngồi sắc anh nói gì nó ta là không chịu. À ok. Ờ à, tôi chịu nói mà vậy là vô đó không được, thành nói là thật lòng thì người hay hơn. À và bà chịu nói là thành sợ đàn bà con cái cũng vua á thì được, là còn những người hoàng người tới đụng ông gì là không được. À, hồi đó tôi đụng đâu có được, bây tôi đụng được. Giờ sáng là tôi là người phục tích à, lao chùi rất là tôi đụng được, thì bà biết tôi thì tôi đụng đụng được. Nếu mà người khác cái đụng bà thì cầu ấm nữa. Thế đây là một cái này không cho đụng. À, còn cho đụng thì là phải người mà có được thẩm quyền cái gia đình này, như tôi rồi là được vô tư. Còn không có, không có tôi là không được. Không, hai cái này là gọi là hai bức tượng hả chú? À, cái này là cũng tượng. Tượng này là đó là của con. Dạ. Của con đấy, này là nữ nam thì đồ ấy này, đồ tên đồ trên thắng đồ của bà đó. Dạ, nước hoa. Ờ, à, nước hoa là của bà đó. Rồi lát là mình mới xin nước hoa, với chú về xin nước hoa này của bà, xin lọc về. Yeah. Để cho được mạnh khỏe, được là chu toàn những cái gì mình không, khi mình lên đây là mình có tin. Yeah. Lòng tin mình tâm mình tâm mình xịt được luôn hả chú? À được chứ. Rồi chúng ta lên là chú có xịt các bà được thông thôi chứ. Yeah. Rồi đây là mình là cái dù đây thì mình vô đây mình xịt cho bà như này, cái này là cho bà cái đồ nguyên phẩm của bà nè. Dạ. Giờ như là xin bà mình xịt cho nó thơm đó, thơm bà đó. Bà con xịt thơm tho cho mọi người, bà con mà tới rồi nó thơm tho rồi đó. Yeah. Đó chứ vậy thôi được đó, để mà tôi xin cho lọc cho chú nè. Nếu mà không bà dở gan đâu, bên này là mình xịt này là kêu là cái này xịt lọc bà chứ chứ gì đâu, tôi mới phải xin chút chứ đó, có cái gì mà hết cả. Thầy xin của bà. Nãy giờ mình nghe chú kể thì tộc và những vị ở đây phải nói là những câu chuyện rất là hay. À, chú mình đi qua cái vị bên kia đi chú đi. Cái vị vợ thứ hai là người Chăm, là của vị vua ở đây. Lát nữa con sẽ nhờ chú gửi một ít đó, rồi có gì chú mua gạo, rồi có những hoàn cảnh nào á rồi con thì không có nhiều, nhưng mà đây là tấm lòng duy của con thôi. Chú vậy là chú có phép bằng Zalo. Tại chú quay tôi gửi Zalo. Dạ không không đâu chú, con không ấy đâu. Cái này là cái tấm lòng của con thôi, con người tin chú. Con thì không có nhiều, nhưng mà một chút nào đó để gửi đến cái cô chú khác khó khăn hơn thì con cũng thấy là nó vui hơn. Thấy cũng của mình gì đó, mình làm gì đó thấy nó hay. Dạ. Đây yeah. Xin mời chúng ta cho bà cũng nha. Ngồi xuống quay rồi. Chắc ăn sáng đi thì sao? Bà chứ có bà nào. Tất đây là bà vợ thứ hai người kinh đấy chú, người kinh, nhà kinh, anh, nhưng mà bà nhát tay lắm, nhát lắm chứ mà, à bà này cầu bà, bà cầu tiền mà, bà về luôn bà về rồi.
trung bà của mỗi bệnh viện cái giai đoạn đây mà giai đoạn bệnh viện đó là cái giai đoạn khu gần mình ở dưới đó là mình bỏ cả cái giai đoạn đi xa cho nên không mở cửa thì đi đâu cái năng lực của mỗi bệnh viện cái giai đoạn này thành công cộng đồng và mình chia sẻ cái giai đoạn và nhớ nhớ thì không nói đây là không nói là một cái tâm linh mà nếu mà những người nào mà tư tốc thì bà cho mình phải tư tốc nghe bà nghe à, bà về đây không bà mạnh lắm không bà về đây là không rồi mình bắt bà về là mình thấy được tay của bà dung luôn à bây giờ đi là bà dung lên đây rồi cái tay này là bà quấn lại cái tay này bà nhát lên rồi bà bấm hãy mà bấm bấm tiền mặt ở lòng cho sợ tay trái là mình máy bấm mà mình bấm nhát như trời xét này ông đêm á ông đây mà ấy là mình nhát lên mà sao không thấy ngày xưa cũng như người hoàng tộc ở bên trong là có quần áo mặc ra có cái áo đâu này cúng mới có đấy cúng à cúng thì bây giờ mới mặc áo mặc đồ để cho bà chứ xong rồi lấy mình khăn che lại cái đó là do cho người gọi là người ta trong nhà thần không có biết được cái gì đó tại mình không có vô đề cả mình chỉ muốn là lo cho đây là tốt đẹp là mình thích rồi còn nếu gia đình ta làm sai làm đúng á thì gia đình tự chịu trách nhiệm. Những cái thì ở bàn đây là những cái đồ này là người ta có hết này cái đó là như người ta tặng hết chứ không phải là ai mua hết thì nó là tôi có một cái nói là thật lòng là thấy được thương quá tôi thứ nhất là thật lòng của bà thật thà vì người tôi không bao giờ đến tôi lợi cho mình tôi thì người ta không nói thì từ đó tại vì cái này người ta cho cái này là thứ rất quá nghĩ cái này là người ta nghĩ cái này là mình sẽ đem về tư lợi cho mình nhưng mà là không đem về tư lợi nên phải đem về phải giúp cho xã hội những cái người nào mà không có thì mình giúp đỡ còn những cái này ví dụ người ta cho tiền thì là tôi không biết nhưng mà tôi nhận là tôi nhận là những cái quà tặng cho cái này là người ta có tiền tôi nhận và tôi nhận cái quà cái bữa này tặng đưa với tới là 7,000 tiêu là 700 hai cái bức tượng này cũng là hai con của bà lượng chạm không ghi gì đâu bà nói thì thật lòng là bà là cũng rất là thích người Việt lắm bà cùng hội người Việt anh người Việt rất là quan tâm và thích lắm bà cũng là con cháu của một vị vua nhưng mà bà thích người Việt còn người Trăm mà tới ví dụ mình tới mình chưa ăn nó không có lòng tin mình mà chảo á là cái bà thấy liền mà sao là thấy liền mà bây giờ nó thì cái mà mấy cái tướng gì bây giờ mình càng nhiều lắm rồi thì nó thì trước mình đã khổ rồi nhưng mình vẫn biết rồi thì cứ mình cũng có tiền vẫn người sống có tiền là tự nhiên mình không phải làm tiền thế mong thêm mà mang thêm một cái tấm lòng nhân ái một tấm lòng là tốt đẹp thì mất một lần được mãi mãi còn hàng trăm hàng người là một tỷ thì chắc chung không mất hết cũng được ba năm thôi còn một nơi tôi là nó muốn gì nó phù du mà mình sinh ra là đã không có gì rồi đúng không có một đồ rồi thì mình lên đây là mình hưởng vật chất mọi thứ đều là mình quay mượn đúng là cái cõi trời này nó đó có ai cũng trở về chưa cũ đúng không phải trả thì cái thân xác của mình không phải trả được cái buồn mà thì nó đây là thì để nghiên cứu như là cái biết là mình cũng làm mình nước mình sơn nha thầy dạ có làm thư thì đây có những cái clip đó thì nó thật thì đưa được cái lời văn cái nói lên để có khi là những người nước ngoài người ta những người ta thấy những cái đề ở miền Trung thì người ta giúp nhau còn bởi vì thì tôi chưa dám nói mà nếu mà những người chúng tôi tìm được nó tương đương thì thắng nó sống được bài ước nguyện nó lòng đấy ước nguyện là gà chỉ chờ muốn thôi dạ ước nguyện tôi ví dụ mà đủ chi phí mà làm bao nhiêu gà tôi được có biết chưa ạ cho người đó vì đây tôi làm là sự thật thể lòng của bà chứng giám tôi chưa bao giờ đến một cái lấy tâm lòng mà xạo lý mà đối với mà những người mà từ thiện đó tôi mong là anh phải biết thông cảm với tôi vì anh cũng mong muốn gì đó để cứu những vấn đề thì người còn lại thì thích vậy thôi còn đây là bà đây là
bà này bà người Việt, đây là ông Tràng, đây là bà Tràng. Thì hàng năm thì hàng ngày tôi tới đưa thắp nhang cho bà, lau phúc thủ cho bà. Thì thấy nhiều càng ngày càng làm càng đậm đà, thì ngày bà có mình có nét hơn nữa, những gì mình thiếu sót thì bà nhắc nhở cho mình. Thứ nhất thứ hai nữa là bà sợ những người mà vô đây là những người mà tầm bài đó, thì chỗ bà ăn nghỉ bà tu mà chỗ phá thành tôi thì bà sợ có thôi. Thì tôi nãy xuống rồi cũng sợ, thì mấy cái thông qua thì tôi đã chấp nhận. Tại vì trước đó con cũng lên gia đình rồi để trao đổi gia đình và nói chuyện, và hôm qua con tới trước khi tới con cũng vào gia đình kêu là cứ gặp chú bảo vệ nói là người nhà mình, nhà qua giới thiệu lên. Mình lên thì con cũng chờ khá lâu, có đeo thành vô đúng bộ. Tại con nói nếu mà con chú đeo thành vào cũng vào thì quan sát sơ sơ thì con kêu bây giờ mà có đeo thành vô quay thì cũng đâu có thấy gì đâu quay, nên là hôm nay là con lại đi lại chờ chú mình quay. Nói ra thì không ai nói, nhưng mà mình quay tiếp mà đây là mình quay gì thì đít có gì không chú? Dạ. Không gì. Như đây này đâu có tính đứng không? Có thể là chúng tôi tính lực, có thể làm dù cái nhà thành được cái đít chút thì có buồn khó. Còn lúc rồi là bà không chấp nhận, có thể đi có chút một ngàn tính được khỏi. Này vấn đề khác nhau, vì mình bữa nay mình không được bữa khác. Đừng có là kêu là đó là cái gia đình bày tầm bày. Nó thật có bà được bày tầm bày. Vì thế là mình là người nhà họ biến giấy ông thành được sao để ý sớm chung của con đó là người nhà cứ nghĩ là con chỉ quay phong cảnh nhưng mà con muốn vào thực tế phải chờ chú vào để quay. Tại sao mà gia đình nói vậy thì nếu mà nói ra thật về tâm linh thật về cái đó kêu là gia đình bày không đúng sai hoàn toàn. Làm như vậy là mình đừng có làm cái cách đó không tôn thất được. Thì đây là gia đình mình bày thì thôi cũng khó thì cho số một thì không được thì làm sao biết cái gì mình thành sao mình bày làm khác 100% khác anh em nhiều thì tôi là người chịu trách nhiệm là thằng này đứng sau này thì tôi thành hiện tại là tôi làm trong tâm mình có khi là tâm linh nó quá cái gì đây tôi không có trách nhiệm thì phải làm lại. Nó thật là những cái làm cái này là chú có thể nói thêm nữa là thứ mấy là mình lên vào buổi sáng buổi chiều chưa? Đây thì nói thật là người dân thì cũng là buổi sáng thì tôi thường là tôi uống phê tôi nói là tới 7 giờ mặt trời mọc lên tôi đến mở cửa 7 giờ mấy mở cửa mà tôi mới lau cửa vết dọn mà tôi mở phê cho ông uống. Thì có khi là tôi ngồi thiền thì có khi tôi ngồi tới tùy theo thì có khi là 10 giờ 11 giờ có khi là cảm thấy thích chiều ngồi khi ở có khi thích chiều mà nếu là nước thì hãy chắc hai ngày thứ này thành dấu mệnh của tôi nếu ai lấy cái điện tôi là có chỉ chân vào và mất một việc là một việc gì nó ngoại muốn thì tôi chỉ là người đó là thứ số người thứ năm thì không mở cửa được vì thứ năm là do gia đình không mở cửa. Là cửa cái cửa này nè là cửa là cửa chính. Dạ. Còn cửa này á là ý là nói gì cũng thầy bà tới đây mà thứ năm mình đâu mở được, còn những cách ngày khác mở được hết. Còn cái cửa này là mình hàng ngày mở là không lấy thằng vua chuyện trò cho hỏi là cái vua đời này là những cái chất này là xây từ lâu như mình trùng tu là thôi. Cái chất này lâu rồi. Thì trong số quá trình này nhiều thấy là nó nói như là nhiều thấy là số trình tu lại có trình tu lại thế còn ngoài trong nghĩ là cái không tường xây rất là lâu rồi người tại nó rất là dày so với bình thường còn cứ những bức tranh vẽ này là vẫn còn nguyên là cái đường tranh này nguyên nhất nhưng mà những cái màu sơn phai mờ ngoài còn rất là đẹp rõ ràng luôn cái đó là cái này là công lực. Dạ. Còn cái này nó thì cái tưởng này mà thật lòng mình cái là không phải là mấy không phải là thần tu là chưa chịu số mấy lần số này là mà bị là nó phá đập phá đập phá thì số người đập phá ra đã là ông nó bắt đi hết rồi không còn gì nữa thì đây là cái này đập nhẹ là đập của hồi xưa này rồi bắt đầu đập cái bia hồi xưa
cũng có cái pha chế. Cái này là gạch mới rồi. Pha chế. Dạ, gạch mới rồi. Theo số lần chưa kia. Pha chế là con thấy đem vào đó và kia rồi. Nhìn nó hổn lắm. Con nhìn thật thể lắm con này ha. Như thế này. Gạch xưa là gạch đó. Có chữ. À, nó này chú vô đây mà có ý chú có thấy này nè, tôi thấy nó có cái niềm tin không? Có cái gì mà nó có một cái ảo giác niềm tin không? Con thì hiện phần tâm nó cũng mạnh, nhưng mà con là tôi chưa thấy đó là con thì tin chú. Tại vì chỉ có những người mà có mình chăm sóc nhiều sẽ tạo ra cái đó, sẽ tạo những cái từ trường và cái ân điển của những người đó là cho chú thôi, còn con là con mình không thấy được. À, nhưng mà con vẫn tin chú, thì con thấy chú là rất là kiểu khá nhân hậu, rồi sống được gì cái nào ra cái đó, chứ không phải là tự chuộc lợi bản thân. Thứ hai nữa là cái dân tộc của mình, cái nét khổ quê hương của mình là giữ luôn. À, sao con quay lại con cũng muốn nhiều người biết hơn là chỗ Lương Sơn có một ngôi đền của dân tộc người Chăm là thờ vị vua cuối cùng của dân tộc Chăm Ba và hai người vợ của ông. Thì qua những câu chuyện của chú kể bây giờ phần tâm linh là cho thấy rất là hay. Thì mình những cái gì hay của mình nên để lên cho khán giả. Nó thật lòng là ông là hiện tại để còn ở nhà mà rất mạnh. Đây là nó thật. Tôi nói đây là thật có bà luôn. Đây là bà cho tôi thấy nó. Ở bà là không bị nó sợ, mình thật lòng là bà rất mạnh. Đó, bên này ra là đừng có sợ được. Mà có thể là bà đang ngồi chú. À thì bà ở nhà đó mới vậy chứ. Bà ở nhà thì mình là bà chết chú thấy không? Dạ. Con thấy con chỉ thấy bức tường bình thường. À chứ không thấy gì đâu. Dạ. Đi nó ra thì đứng rồi. Ừ. Chú Bỉ này có gì? Dạ. Tôi cũng nghe vợ chú được quyền có đánh quỳ vì chú nói thì cho thật thú hành động thì một trong cái hoàn cảnh tôi đứng thì tôi chỉ mong chú mình vậy thì để mong chú cho cái mạng này để cho chú được cho tôi tin tưởng về tôi làm việc này để cố gắng và con thì tôi và cảnh tôi thích người vợ ao ước thì nó đang là con của tôi nào mà tôi có được thì tôi chỉ cần nghĩ là lúc mà tôi muốn ăn cái bữa này là có điều kiện thì cứ làm điều kiện đi để sau này người dân tộc tôi ở nước ngoài ở đâu tôi sang thì thấy được cái đời này chưa được đạo với tôi hỏi đạo như thế được ta nếu chỗ hiện nay anh cứ đi biết này thì anh sẽ chỉ đường lên là chỗ nào để cho bà con được tới người ta có lên người ta thấy có khi ta đi đường qua lại đi luôn không ta điện rồi ta đi đường ta đi luôn ta qua lại thấy có tấm bảng rồi đó nó bị dớt rồi không ngoài chiều rồi nay mai người tấm bảng nó làm này mình nên in một cái tấm bảng khác cho mới mẹ lên và làm cái sắt nó cố định thì đó. Mình treo lên thì người ta đi người ta có thể biết chỗ dài chứ không thấy tấm bảng nó bị dớt rồi. À, thì tấm bảng đó này nó mai là một băng mới rồi. Dạ. Thì cái đó để đổi thôi. À, tôi chỉ cầu nguyện như đây là để mãn nguyện của tôi rồi. Dạ. À, nó ra thì nghèo khổ không biết mà tôi mong muốn là để cứu nhân tộc tôi là cái chồng của nhà bà này của ngay xóm này luôn còn rất nhiều người khổ sống của bà chồng ái dạ. Rất nhiều khổ rồi cái phần quy là bên Ba Lan nữa. Ba Lan đó là xây cái nhà này là đó là từ người ông kia nó chút cái là gạch đầu gạch đầu bên kia nghe là ở đó bên đính á thì cứ đứng một sông mà cứ gạch đứng từ người như này cái sắp hàng mà chuyển gạch từ ở bên đó mà chuyển qua thẳng đây không xe không cộ người chuyển gạch bằng chuyển bằng cái lực của người đó bây giờ chuyển chuyển á xếp hàng nhau nó chuyển từ đó biết từ ở bên Ba Lan chuyển qua thẳng đây này gạch bên đó đó thì nói ra là có chữ sửa đó thì còn có những cái sửa mà ông đây là cái gì nhé ông đinh lắm hồi đó là có vị đinh của mình đi nào vấn giờ thì nó là không kêu được ông có chữ sửa chưa sau này là nó thật có bài với nó thì cái thằng chữ sửa này chứ bài nó không đúng không đúng trên được mình thì trong chữ sửa thì mình phải đau lòng thêm mình có bài thì tôi không biết cái tiền sử của bà chắc tôi không biết chứ chứ không không biết sơ sơ là con đọc ở ngoài cái bản á không cái bản nó một thằng nữa nhưng mà phần chín phần trăm nữa con không nghe một câu chuyện truyền thuyết đó là ngày xưa ông vua Chăm này là ông có một cái cây rất là to và kiểu là
ngày xưa bên người Chăm có một cây to, cây đó giống như là kiểu để nuôi dưỡng đất nước và nó phát triển vậy. Nhưng mà đặc biệt cái cây đó là không ai chặt được, có chặt cũng không bao giờ được, mà chỉ một mình vị vua chặt thôi là mới đứt được. Sau đó bà thương một ông thương cái người kinh, người phụ nữ kinh, và rất là thương, và có thể là bà này không nghe rất nhiều người lớn kể, nhưng mà chỉ là những ký ức truyền miệng chứ cũng không biết là phải không, nên mà con cũng muốn tới để hỏi chú là vậy cái sự tích là có thật hay không đó. Nhưng mà nó thì ở đây trước bà mình chẳng được nói vì mình nói được, mình đeo bệnh kia mình nói được, còn mình đeo đây mình nói cái đó là không có nên nói. Thì đó là chút bí cho là kín. Thì trong đây tiếng trước thì đều có một thứ hay và được hết. Thôi là chú cháu mình ra kia nói đi sao đi ạ. Bình thường vua này ngắn mũi, cái số là làm vua ngắn mũi lắm. Thời gian ông làm là rất ít. Này nói mình không biết tiếng sử, khi mình nói những cái nào chuẩn mình nói, không chuẩn mình nói, chứ là còn người khác nghe nữa mà không biết nữa. Mình có thể là mình kể về theo câu chuyện truyền thuyết dân gian thôi. Thì nhưng như dân gian có khi là mình nói thêm thì đâu có tốt. Thì mình biết cái chỗ nào nó có thì mình nói. Thì đó ông vua thì nó thật là một chỗ một cái cố thủ. Thì nói ra thì ông là đức mạnh, không đánh giặc bằng quân. Ông khi mà ông gặp bà này thì cũng có một cái sự bày mưu. Ví dụ thứ nhất là bà bị đau đầu, đau tim, đau đầu ở vô kia là xong sao mà biết là phải chặt cái cây đó là mới cứu bớt. Thì một trăm một ngàn hàng ngàn người lính chặt sao không được, mà lính là trong nằm trong cây, như cái cây đó là lính nằm trong đó. Khi mà muốn đi bánh giặt là kêu cái cây đó là từ lính đi ra đi thôi, mình được phép đó. Rồi sau khi vậy bắt đầu là ông mày cầm cái rìu, hồi xưa được cái rìu cũng có rửa cái rìu, thì bà nói gì là cầm cái rìu dỡ lên cái là học xuống ngã cây xuống, cây là đổ luôn, cây ngã xuống là lính chết hết. Thì mình uống nước, cũng như con này được có một cái, con này là có một con trâu. Con trâu á, anh như là trâu cầu ngư. Thì sau khi mà con trâu quấn chặt với bên kia là bên kia phép là phép mà, thì con trâu dặn là đừng có kêu tên nó. Thì người trong tiểu sử nói là 7 ngày 7 đêm rồi quấn dưới sông đồ, ông cắn đại cắt là bật gì có làm phép. Sau người cũng là mới mở cái miệng nó mà câu là ủa con trâu tao xong ấy được tuần lễ cho thế về sao đó là con trâu nó có ông sắm ông trâu chết có chạy bên đây thấy có vùng đất đỏ này, lưng sơn vùng đất đỏ mênh mông này. Có vùng có đường sông lũy này đi qua núi đồi này. Dấu chân thấp thấp dưới đồi như là chân trâu chân ngựa vẫn còn ở đây là sông lũy đó. Thì đồi núi đồi cái này cái đồi lăng này, cái này cái đồi vòng lăng, người cái là dòng lăng, cái hai từ âm kêu từ nào từ vòng này cái là vòng tập của người ta. Có khi nói dòng lăng, cái dòng cầu dòng lăng, những cái câu thơ mà người ta còn để đời lại là như vậy. Còn với bà vui kia, bà hai cũng hai bà, một bà thì vợ lớn bà nhỏ, thì bà nhà nhỏ chữa đi thì bắt đầu là thịt mít. Rồi bà nhỏ này nói là tại mít thì tại mất một muối. Thì nói ra thì bà này nói là bà không ăn, bà lớn không ăn mà bà thèm ăn rồi, tức mới mổ cái bụng bà vợ lớn ra thì lòi đứa con ra có cái mít mít nằm ở trong là cái tiểu sử gì đó. Ô là cái giai thoại là của ông này là cổ đời trước đấy chứ? Đời trước là bên kia. Chỗ đây không có đền vua, đây có đền vua. Ở phần phía có một cái con thấy là có một cái ngôi đền. Ngôi đền Phố Sơn Ư. Dạ. Nhưng mà 200 năm rồi. Như Phố Sơn Ư là không có tượng mừng cái này, chỉ một cái tượng nhỏ thôi. Còn phố cần ông vua này là tượng người luôn. Còn trước này là có ông bảo vệ. Nói thì chú là đây là có tâm linh, đây là có một cái hòn đá. Ở chỗ nào chú ạ? Đây chỗ này tôi nói cho chú là cái lịch sử đây là ý một cầm tôi này.
chú ơi, à, chú cầm điện thoại theo mình. Đây là chú nói cái chuyện chú cái chuyện chú bên là ông này anh cũng cứu được chú nha. Còn bên đây này, đây nó tập chút là cái này là chú cái tòa. Tòa ngồi, tòa ngồi cứ vuông nha. Cái tòa này thì hồi đó là ở ngoài đây. Ở ngoài đây là mấy chục năm không ai biết, nhưng mà ở đó là tôi nói chuyện là tôi đi làm có tiền, tôi mới mướn người là múc đất ủi, mới thì ủi là tôi mướn tiền ủi, thì không ngờ là bị chốc cái tòa lên, chốc lên chỗ này đây này, mà khi chốc lên rồi là mấy chạy ủi không được nữa, chạy ủi cái tòa này nghe. Rồi thấy vậy tôi mới báo về đó. Tòa nằm có cái chữ nha, ở dưới nó có chữ, ở dưới nó có chữ, nhưng mà lật không nổi đâu, nó có chữ, chữ 100 á, dạ, cái tọa ngồi, à cái này tọa ngồi, đó, thành, cái nó cứ đi cũng tọa mà tọa ấy, rồi xong xã đàng hoàng là bắt đầu là không biết sao tôi điện cho bao tầng tỉnh là ta tốt lên, người hoàng tập lên, cúng kính mà 6 người cũng nói này, 6 người kêu ngồi, à thì cái này không nói.